Và thưa quý vị, và nếu như chúng ta tin rằng đang có những cái sai lầm hệ thống hay lỗi hệ thống nghiêm trọng thì tất yếu sẽ dẫn tới những cái suy nghĩ chúng ta phải tìm cách để thay đổi một cách cơ bản toàn diện của hệ thống này, chứ không thể sửa đổi, tái cơ cấu, cấu trúc kiểu chắp vá như hiện nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi một cái bài bình luận của KTV về cái lỗi hệ thống của thể chế chính trị khuyết tật ở Việt Nam hiện nay, mà đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Và cái vụ kích tết giòn của công ty Việt Á cũng do cái hệ thống chính trị khuyết tật này sinh ra. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, thưa quý vị, trở lại cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đó, tại vì phải nói đến ông, tại ông là người đứng đầu đảng. Thì ngày 1 tháng 9 khi mà có những tin đồn về sức khỏe của ông ấy, thì có một cái bài viết kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đăng ngày 1 tháng 9. Thì trong ấy ông vẫn nói, vẫn một lần nữa kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, với tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng không giáo điều, đổi mới nhưng không đổi màu. Thưa quý vị, nó nát đất nước, nát be, nát bét như thế mà vẫn với kiên định với những cái chủ thuyết bố lão, lẽ ra phải vứt vào giọt rác rồi đó. Mà cụ thể ở đây là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ và là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo ông là các đảng viên bây giờ vẫn phải cần kiên định nhưng mà tránh giáo điều. Quý vị thấy không? Kiên định nhưng mà lại phải tránh giáo điều thì cái kiên định kiểu gì ạ? Dưới đây tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Toàn chém láo hết. Mà đây là không phải tôi nói, giáo sư Nguyễn Đình Cấu là một đảng viên đã từng từ bỏ đảng vào năm 2016. Ông là một giáo sư rất giỏi của Đại học Bách Khoa, mà hôm gần đây ông bị đưa lên VTV đấu tố ông nhận định về cái bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì giáo sư Nguyễn Đình Cấu, ông là một đảng viên hơn 30 năm tuổi đảng ấy, mà ông tuyên bố đã từ bỏ đảng. Ông nói như thế này, trong bài viết của ông Trọng nghe rất hay nhưng mà nó sai về cơ bản, bởi vì ông ấy nói thế, lý luận kêu là thế, ông nói là đổi mới nhưng không giáo điều, nhưng ông ấy có làm được hay không? Ông có thể làm được việc chỉ đạo trực tiếp thì ông ấy làm kiểu khác. Ông Trọng nói đổi mới nhưng kiên định chủ nghĩa Mác Lênin thì đó là vấn đề mâu thuẫn với nhau. Đã là kiên định một thứ gì đấy thì còn đổi mới gì nữa? Quý vị đồng ý không ạ? Kiên định bây giờ là mưa nắng thì vẫn phải đi làm bình thường. Ví dụ như mỗi cá nhân chúng ta có một kiên định không nghỉ, dứt khoát, bão cũng phải đi làm. Thế nhưng mà đã kiên định như thế mà lại bảo bây giờ lại đổi mới là thế nào? Đổi mới tức là bão to là không đi, phải không ạ? Hay là như thế nào mà lại là kiên định lại còn nói đổi mới? Đấy, quý vị thấy. Và giáo sư Nguyễn Đình Cấu khẳng định ông Trọng là một tay rất bảo thủ và rất giáo điều. Thế mà quý vị nên nhớ là ông Trần Quốc Vượng cũng còn bảo thủ giáo điều gấp đôi ông Trọng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì ông Nguyễn Phú Trọng ông nói là đến hết thế kỷ này thì không biết là chúng ta có nhìn thấy chủ nghĩa xã hội hay không, ở Việt Nam hay không. Nhưng mà ông Trần Quốc Vượng thì ông nói năm 2050 thì chủ kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Mà nói nhiều rồi, cái điều đó làm gì có mà tìm, làm gì có cái loại kinh tế thị trường mà lại có định hướng sang chủ nghĩa được. Kinh tế xã hội chủ nghĩa là kinh tế bao cấp, xóa bỏ bóc lột, phải không ạ? Thế còn kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, là có người bóc lột người, chứ chả có cái loại gì mà lại bóc lột người mà lại gọi xã hội chủ nghĩa được. Những cái người mà đơn giản như thế cũng phải hiểu rồi, phải không ạ? Nhưng người ta cố tình đấy, người ta nói láo toàn tập luôn, nói không chớp mắt luôn, coi người dân không ra một cái gì cả. Mà thực tế thưa quý vị, cho thấy
gần 180 quốc gia trên thế giới thì có mấy nước mà đi theo cái lý tưởng cộng sản với chủ nghĩa xã hội? Mà có đất nước nào mà nó gọi là giàu mạnh mới thực sự đó? Đồng ý Trung Quốc là phát triển kinh tế một cách vượt bậc, điều đó là có thật. Nhưng mà thưa quý vị, một cái đất nước phát triển thì phải có những cái đời sống, có các cái điều kiện an sinh xã hội ở cái mức mà phải thỏa đáng với người dân. Chứ không phải đất nước Trung Quốc kinh tế phát triển nhưng mà toàn bộ để biến thành tiềm lực quân sự để đe dọa các nước láng giềng. Quý vị thấy không ạ? Đó là lý do vì sao mà tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, tức là một cái viện mà tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, cái thời ông Ba Dũng lên là ông dẹp luôn, mà toàn các cái thành phần xuất sắc, các cái chuyên gia nổi tiếng hàng đầu về kinh tế cũng như là chính trị nhiều lĩnh vực, là tư vấn cho cựu thủ cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Thì ông nói về ông Trọng như thế này: định hướng sau chủ nghĩa nó không có một ý nghĩa gì cả, bản thân các lãnh đạo Việt Nam đều hiểu điều đấy, nhưng họ buộc phải nói như vậy. Họ đã dâng cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội 70 năm nay và bây giờ chẳng nhẽ họ lại nói ngược lại, họ bỏ chủ nghĩa xã hội đi để theo tư bản chủ nghĩa hay sao, trong khi thực tế là họ hoàn toàn đi theo tư bản rồi. Và vẫn theo ông Nguyễn Quang A nói, ngay cả chế độ kinh tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng ở Việt Nam hiện nay nó cũng là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ hoang dã, nó không có một chút gì gọi là chủ nghĩa xã hội cả. Bây giờ chính thể Việt Nam họ phục vụ cho tư bản và bản thân họ là những tư bản giàu có, nhưng mà họ vẫn giữ những cái khái niệm chủ nghĩa xã hội cũng như xã hội chủ nghĩa để lừa mị dân. Mà điều quan trọng nhất đó là họ duy trì cái quyền lực tuyệt đối và độc tôn đối với chính trị, đó là họ là lực lượng chính trị duy nhất. Quý vị thấy. Và giáo sư Nguyễn Đình Cống còn nói ông Trọng như thế này: ông ấy gì toàn lừa bịp, nói như vậy sao có thể gọi là đổi mới, đó là cách nói lươn lẹo. Ví dụ người ta nói hòa nhập nhưng không hòa tan, đổi mới nhưng không đổi màu, thế thì đổi cái gì? Chứ còn thực sự trong 30-40 năm qua, ông Trọng hay nói chung là cộng sản, nói là đổi mới, nhưng những người phản biện cho rằng chẳng đổi mới gì cả. Ông Trọng nói đổi mới nhưng thật ra quay về cái cũ mà người ta đã làm. Như tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi, phải không ạ? Tức là ngày xưa kinh tế của người ta đang vận hành một cách hoàn chỉnh, thì các ông vào, ông ấy gọi là gì? Cải tạo công thương nghiệp, thì tư bản, tư doanh gì đấy, phải không ạ? Ông tịch thu hết của người ta, rồi ông cho người ta hướng theo một cái gọi là kinh tế sau chủ nghĩa. Thế thì đến năm 86 nó đói quá, rã họng ra, không có cái gì mà ăn nữa, phải không ạ? Thì là lúc ấy thầy nói là đổi mới với cởi trói. Mẹ tự các ông buộc tay công vào, bây giờ công dỡ cái dây ra, công nói là sáng tạo. Tại sao phải nói thế? Công sai lầm thì công phải nhận là chúng tôi sai lầm trong cái việc nọ việc kia. Một cái thằng tự trói tay mình rồi cởi trói tay mình ra, rồi tự khen mình, ôi mình giỏi quá, mình sáng tạo quá, thì quý vị có nghe được không? Thế thì thưa quý vị, có những nhận định cho rằng như thế này, thời gian cũng đã dài, phải tranh thủ nói nhanh, tại nó còn có nhiều vấn đề chính là chưa đả động đến. Thì người ta nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước các nhiều lựa chọn, có nhiều con đường để họ đi, nhưng họ đã kiên quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất cho dân tộc Việt Nam. Quý vị thấy không ạ? Vô số những con đường chả có cần kiến tạo hay là phát minh, phát hiện, phát triển gì vân vân và vân vân. Nhìn sang cái nước láng giềng, các nước láng giềng lân cận với Việt Nam không phải nhìn xa, phải không ạ? Tất nhiên ở đây tôi khẳng định quý vị là mỗi quốc gia người ta có quyền lựa chọn các cái thể chế chính trị cho họ, điều đó là hoàn toàn đúng. Và người ta lựa chọn cái gì là người dân, những kẻ bị trị phải chấp nhận. Thế thì quý vị biết rồi, bây giờ cái mô hình thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa kiểu cộng sản, bảo bạn, nó chỉ tồn tại còn có mấy quốc gia đâu: Việt Nam, Trung Quốc,
Lào bây giờ cũng chả còn. Mà Trung Quốc thật ra là người ta là phát triển theo cái đường mô hình kinh tế của Trung Quốc, chứ chả liên quan gì đến chủ nghĩa Mác Lênin cả. Có mỗi cái ông Việt Nam dở hơi, không giống ai cả. Ông cứ chấp cái này một tí, chấp cái kia một tí. Đó. Cuối cùng nó trở thành một cái hồ lớn. Vấn đề thưa quý vị, chúng ta cần là gì? Chúng ta cần một xã hội văn minh tốt đẹp mà tiệm cận với những cái vấn đề tiến bộ của trào lưu thế giới, không đòi hỏi gì hơn, mà đời sống người dân được cải thiện. Nhưng mà cái vấn đề lựa chọn một cái thể chế chính trị cho đất nước thì người dân cũng phải chịu trách nhiệm trong đó, và đặc biệt là nó phải thông qua một cái bản văn bản gọi là văn bản hiến pháp. Thế nhưng mà cái điều này thưa quý vị, nó là một điều không dễ. Đó. Vì cái vấn đề này lẽ ra phải nói khoảng 2 tiếng đồng hồ hết, thì bây giờ tôi cắt đoạn những cái chuyện mà sai lầm của cái mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu vô sản để quý vị biết rõ rồi. Đó. Quý vị đã từng sống qua rồi, thì quý vị biết là nó tệ hại như thế nào. Mà đặc biệt là cái vấn đề bóp nghẹt chính trị mà nhiều người đã bị nhồi sọ cho rằng ra đảng hay gì đó là vấn đề nguy hiểm, sinh ra bạo loạn, đâu có chuyện ấy. Đó là những kẻ bị nhồi sọ thôi. Nhưng mà thưa quý vị, tôi xin khẳng định lại với quý vị, cái việc lựa chọn mô hình cho Việt Nam, đừng có nghĩ là Mỹ theo cái mô hình Mỹ, nó không phải. Nước Mỹ là một đất nước vĩ đại về nhiều mặt, nhưng mà bản thân nội tại chính trị nước Mỹ nó cũng có những cái điều tồn tại, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua, trong cái đại dịch Covid-19, không ạ? Trong cuộc vận động tranh cử giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thì quý vị thấy rồi, đó là cái sự cách biệt giữa người giàu và kẻ nghèo là nó quá khác biệt. Rồi là những cái vấn đề về chính sách thuế cũng như là cái vấn đề bảo hiểm y tế là tồi tệ nhất. Ở nước Mỹ quý vị sống mà không bảo hiểm y tế là lay lắt thôi. Nhiều người cứ nói không có thì rồi người ta cũng thu xếp, người ta xin cho. Cái của đi xin đâu có phải là dễ dàng đâu, phải không ạ? Cho nên ý, thưa quý vị, học cái gì nó vừa với sức của mình. Đừng có lấy cái mô hình Mỹ. Cái mô hình Mỹ chỉ là cái hướng để chúng ta vươn tới, chứ không thể áp đặt một cái mô hình Mỹ đối với điều kiện Việt Nam. Ở dưới này thì chúng tôi sẽ nói cụ thể với quý vị. Nó còn có nhiều mô hình nó hay hơn, nó xuất sắc hơn, phải không ạ? Kể cả mô hình như Singapore, nó có hơi hướng độc tài hơn một chút, nhưng mà nó cũng theo tôi là một cái bài học đáng chú ý cho Việt Nam. Thế thì bây giờ thưa quý vị, là cũng chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi, thì có lẽ là tôi đi vào tôi nói về cái phần sửa lỗi. Sửa lỗi như thế nào? Bây giờ bỏ qua những cái vấn đề mà lý thuyết chủ nghĩa xã hội, lý thuyết chủ nghĩa tư bản, rồi thể chế chính trị như thế nào là nó phù hợp, vân vân và vân vân, chúng ta phải bỏ qua tại thời gian nó không cho phép. Thế thì tôi nhắc lại cái điều mà cựu thứ trưởng Bộ Nội vụ ông Võ Viết Thanh, tại vì tôi nhắc lại để một số người vào sau thì nghe. Ông là một thứ trưởng Bộ Nội vụ, tức Bộ Công an ngày xưa, trong giai đoạn 1987-1991, thì ông ấy kể như thế này: gặp các vị đương chức tôi hay hỏi, nếu bây giờ tranh cử với một người chủ trương dân chủ, chủ trương kinh tế thị trường, mà quý vị vẫn chủ trương định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương chuyên chính vô sản, chủ trương quốc doanh chủ đạo, thì liệu dân có bầu cho quý vị hay không? Các vị ấy trả lời tôi rằng không. Tôi bảo tại sao quý vị biết lòng dân như vậy mà vẫn cố tình làm khác đi? Tôi nói điều này để quý vị thấy những cái quyền lợi, đặc biệt là cái quyền lợi về chính trị, không ai dễ dàng mà nhường cho quý vị được đâu, không ạ? Quý vị phải giành lấy bằng biện pháp nào đó. Nhưng mà tôi thì cổ vũ cho cái vấn đề là hòa bình, dùng cái giải pháp hòa bình để giành lại những cái quyền mà hiến pháp đã quy định. Nên trong các bài nói chuyện tôi luôn luôn nhấn mạnh với quý vị, sống ở bất kỳ xã hội nào phải tôn trọng pháp luật. Một khi mà
bạn Phan Vũ Tuấn làm admin cho, xóa comment giúp. Thế thì thưa quý vị, nhìn vào cái việc cải cách cái thể chế chính trị Việt Nam liệu có làm được hay không? Như tôi đã nói với quý vị, đó là phải một cái sự nỗ lực của mọi người chúng ta. Chứ còn bây giờ tôi nói, trong 40 năm nay thì có những cái lực lượng chính trị hải ngoại, người ta luôn luôn là chủ trương là lật đổ, là đập bỏ. Nhưng mà tôi nói với quý vị nhiều lần rồi, phải lường vào sức của mình, lấy gì mà đập được Cộng sản. Trong khi các tổ chức chính trị ở hải ngoại bây giờ thì cái tuổi đã bị già hóa một cách nhanh chóng. Quý vị thấy ở hải ngoại mà những người ở cái độ tuổi như tôi là trẻ, thế còn những người hơn tôi khoảng độ 15-20 tuổi, người ta vẫn còn sống nữa đấy. Mà các ông ấy vẫn cứ ngồi hăng say là mải mê chính trị. Đó. Một số bạn bè tôi cũng ở trong cái số đó. Mà tôi nói với người ta rồi, các ông phải lương sức. Các ông lấy tiền đâu? Các ông lấy tài đâu? Các ông lấy năng lực đâu? Chưa nói là các ông chịu ảnh hưởng của cái hiệu ứng cua trong chậu, mà làm cái hiệu một cái nhược điểm trầm trọng của lực lượng chính trị hải ngoại. Đó là người ta không thể ngồi được vào nói chuyện với nhau. Nó là hệ quả của một cái chính sách tự do và đa nguyên. Thưa quý vị, ngồi vào chỉ câu trước câu sau là đập bàn chỉ nhau ấy, nên họ không đoàn kết được. Thế thì tôi nói là cái hiệu ứng cua trong chậu của người Việt Nam. Quý vị, nếu mà chưa biết cái hiệu ứng cua trong chậu, quý vị ra chợ xem cái bà bán cua, bà để cua trong chậu thì có những con cua nó trèo lên rồi những con khác bám vào, bám vào, bám vào để trèo lên cái mép chậu. Nhưng mà cuối cùng là rụt gái, là tất cả lại rơi xuống chậu, lại bắt đầu từ đầu. Đó là người ta gọi là hiệu ứng cua trong chậu, tức là luôn luôn là kéo nhau, hại nhau, dìm nhau. Đó. Cho nên là tôi nói rồi, các bạn làm chính trị ở hải ngoại, thứ nhất là các bạn mắc phải những cái bệnh, có một thì nói 10, nhưng mà lại đánh giá rất sai về Cộng sản. Tôi nói chuyện nhiều lãnh tụ của các đảng rồi, mà nhiều khi tôi cũng phải nói thật với họ, mẹ các ông mà nghĩ như thế thì ông cả đời, hết đời ông cũng chả bao giờ có cái chuyện đấy. Coi thường Cộng sản, đó, đánh giá thấp họ, rồi là mình thì chả có cái gì, cứ nói mà mình cứ vống lên, mình cứ như là cứu nhân độ thế, nghe nó xuất ruột. Thôi không nói nữa, mà lại bảo là nói xấu chia rẽ. Nhưng một cái vấn đề mà tôi cho rằng quan trọng nhất không phải là trở ngại từ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà vấn đề là trở ngại từ Trung Cộng. Liệu Trung Cộng nó có cho để Việt Nam tiến hành cải cách thể chế chính trị đó, có thể là chấp nhận tự do đa nguyên đa đảng trong cạnh tranh chính trị. Tôi nghĩ cái chuyện này là hết sức khó, kể cả việc những người Cộng sản Việt Nam, nếu thực sự họ vì dân, họ vì nước, họ vì sự phát triển của dân tộc, rất có thể, một cái khả năng tôi đánh giá khoảng 5% là họ chấp nhận. Nhưng mà nó với phải có các cái điều kiện cần và đủ. Chứ còn chắc chắn thằng Trung Cộng nó không chịu rồi. Nên là trong cái việc mà tiến hành cải cách thể chế phải nghĩ đến cái anh khổng lồ láng giềng phương Bắc. Mà theo tôi, cái sự vận động dân chủ cho Việt Nam nó phải ở điều kiện mà chúng ta tạm gọi là dân chủ tiên tiến, là đi từng bước, chắc từng bước đó. Mà phải là bắt đầu từ cái việc nâng cao dân trí cho người dân. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn luôn kêu gọi quý vị là giới thiệu cho thật nhiều người nghe những bài nói chuyện của tôi. Và bạn, tôi tin rằng chỉ có lợi cho đất nước thôi, không có gì là có hại cả. Khi đó nhiều người, từ 1 người lên 10 người, lên 100 người, 1.000 người, và lúc nào chúng ta có cỡ 500.000 người có ý thức, thấy được nhu cầu cần phải cải cách thể chế dân chủ, thì lúc đó sẽ nhường cái vai trò này cho các cái tổ chức chính trị cũng như các chính trị gia đối lập, họ phải làm việc. Thì cái việc ở đây tôi nghĩ nó rất đơn giản, thưa quý vị. Thứ nhất
là phải tạo áp lực của toàn dân. Ở đây là hoàn toàn vấn đề hòa bình, không có bạo động, không có lật đổ, không có dùng sức mạnh vũ trang gì đó. Phải khẳng định với nhau là như thế. Trước hết là chúng ta buộc nhà cầm quyền phải thực hiện đúng hiến pháp và pháp luật. Liệu chúng ta có làm được không? Tôi nghĩ là một người không làm được, 10 người không làm được, 100 người không làm được, 1.000 người không làm được. Nhưng mà vài trăm nghìn người đồng lòng tôi nghĩ là làm được. Có những cái áp lực xã hội, quý vị thấy cái giá trị của mạng xã hội hiện nay nó tác động đến từng công việc cụ thể. Mà quý vị thấy nhà cầm quyền người ta lắng nghe và người ta đã biết nhận lỗi. Thì chúng ta phải có những cái tin tưởng như thế. Cái thứ hai là để thực hiện đầu tiên, đó là phải đòi được quyền lập hội. Quyền lập hội thưa quý vị là có, nhưng mà cái luật trong hiến pháp là ghi rõ quyền lập hội và quyền tự do biểu tình là có. Thế nhưng người ta lại cứ nói là tuân thủ theo pháp luật, nhưng mà việc nó không ra luật nó cứ gây khó. Quý vị phải hiểu Cộng sản Việt Nam họ là những người cực kỳ có kinh nghiệm trong đấu tranh, trong việc làm cách mạng. Đó là lý do vì sao mà cứ lần nữa cái luật biểu tình. Mà luật biểu tình lẽ ra tôi nói với quý vị nhiều lần đó, lập ra luật biểu tình phải là quốc hội, nhưng mà lại quốc hội lại cũng mù tịt. Quốc hội thì cũng trình độ không có. Nên cuối cùng là phải nhờ cơ quan hành pháp, các bộ, các ngành lập luật lên và quốc hội thông qua. Thì bây giờ phải tập trung vào trước mắt. Đó là ba việc. Một là buộc phải thực hiện đúng hiến pháp. Nó là tiền đề cho chúng ta đòi cái quyền lập hội. Lập hội với lập đảng là như nhau. Quý vị phải nhớ như thế. Hội hay đảng hay gì nó cũng là các cái tổ chức xã hội dân sự. Cái bài về tổ chức xã hội dân sự tôi nói rồi, nói lâu rồi, khoảng 2 tháng trước. Quý vị nào chưa xem thì xem kỹ. Tại thực ra thưa quý vị như thế này, rất muốn nói về những chủ đề chính trị như ngày hôm nay nó, nhưng mà tôi sợ rằng là nói chính trị nó khô khan, ít người nghe. Thế thì hôm nay nó nhân cái ngày 2/9 thì nó có cớ để mà nói tuyên ngôn độc lập gì đó, phải không ạ? Thế nhưng mà tôi muốn nói với quý vị là, mà đây là thành thật nhờ quý vị là chia sẻ những cái bài nói chuyện mà liên quan như thế này. Tôi nghĩ rằng là nhà cầm quyền nó cũng không ngăn chặn, phải không ạ? Tại vì chúng ta tiến hành trong một cái khuôn khổ là bất bạo động, tuân thủ luật pháp thì chả có lý gì mà có lỗi cả. Mà quý vị biết rồi, phản biện có cái giá trị tích cực của nó là như vậy. Để cho cái quan điểm của những người vận động cho dân chủ. Ở đây tôi nhắc lại, tôi là với tư cách một nhà báo làm công tác phản biện, chứ không phải là nhà hoạt động chính trị nói với quý vị về cái vấn đề này. Thế nhưng mà cái vấn đề đó cần phải được lan tỏa và cho nhiều người hiểu. Nếu mà người ta hiểu được, nghe được những cái bài mà tôi nói chuyện về vấn đề này thì người ta sẽ mở mang đầu óc và người ta thấy cái công cuộc vận động dân chủ nó không hề khó khăn như nhiều người tưởng. Và nhiều người thấy là người ta bất lực. Mà tôi nói với quý vị nhiều lần, cái việc thay đổi chính trị ở trong nước phải là do người trong nước chịu trách nhiệm, chứ không phải là người hải ngoại như chúng tôi. Những người như tôi thì chỉ góp ý, nhưng mà nói chuyện như này là những cái gợi ý thôi, thưa quý vị. Thế còn mấy cái ông chống cộng hải ngoại thì quên, người ta khẩn trương luôn, đúng không ạ? Những người đó chỉ có tác dụng kéo lùi cái công cuộc vận động dân chủ thôi, tại người ta không hiểu cái tình hình Việt Nam và cái hận thù người ta quá lớn, nên là họ sẽ tiếp cổ tục đi từ thất bại này đến lụt bại khác. Mà điều này tôi đã nói với họ cách đây 12 năm qua các bài viết mà người ta nói tôi là đặt công đỏ là vì như thế. Tôi nói với quý vị, bọn họ không có hiểu biết chính trị. Người ta cứ cảm tính, người ta thấy là cần phải lật đổ Cộng sản, muốn lật đổ Cộng sản thì phải có tiền. Có tiền thì bây giờ không được tài trợ của quốc gia thứ ba rồi, nó không phải là xu hướng nữa. Thì là đi quyên góp, thế thôi, cứ loay hoay 40 năm nay có được cái gì đâu. Thôi thưa quý vị là một tiếng rồi, cũng phải kết thúc thôi.
Tôi nói mà hăng lên thì tôi nói 4-5 tiếng cũng được. Thế nhưng mà thôi, chúng ta cứ thống nhất với nhau là nói chuyện 1 tiếng. Thế bây giờ tôi cũng xin điểm lại một số ý kiến của quý vị. Bạn thích văn nào cũng nói là cơ bản dân Việt Nam ngày càng ích kỷ vô cảm. Tôi nghĩ ngày xưa tôi cũng nghĩ y như bạn. Nhưng mà tôi nghĩ qua những bài nói chuyện của tôi mà cái số lượng người theo dõi thì tôi biết là không đơn giản. Trong nước người ta hiểu chính trị hơn nhiều là tôi tưởng. Nói thật. Thế cho nên là thưa quý vị, cái việc mà chê trách hay là chỉ trích các lãnh đạo Việt Nam, nó là một việc phơi bày các cái khuyết tật của cái thể chế chính trị. Mà quý vị cần phải hiểu như thế. Nó là những vấn đề phản biện. Đó. Bạn Vũ Mạnh Cường nói là thời buổi này tìm đâu ra những sĩ phu như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, và không thể tìm ra một người có tầm như Nguyễn Ái Quốc. Bạn Vũ Mạnh Cường phải hiểu mỗi thời mỗi thế nó khác nhau. Cái vận động chính trị bây giờ, quý vị nghĩ là một cái cuộc cách mạng ở Tunisia chỉ có một anh bán rau thôi mà anh bị chết rồi, nó trở thành một cuộc cách mạng đó mà. Chúng ta không thể mang cái thời mà những thập niên 1920 đến 1940 gì đấy, phải không ạ? Như các cụ Phan Châu Trinh, cụ Phan Bội Châu rồi ông Nguyễn Ái Quốc, mỗi người nó có một cách, mỗi thời nó có một cách. Ngày xưa là quý vị biết cái ông Kim Đồng gì đấy mà anh Kim Đồng làm liên lạc ấy, mang một cái tài liệu có mấy chữ thì còn phải nhét vào đít gần câu. Với cái thời đại công nghệ thông tin này thì một đứa trẻ con khoảng 4 tuổi bây giờ nó không biết truyền tin rồi, nó thuận lợi hơn nhiều. Bạn Đỗ Như Mai nói là bác ơi về vấn đề nói láo sao mà nói đúng thế. Đấy là tôi dẫn bài của bác sĩ Đỗ Duy Ngọc. Tôi đọc cái bài xong tôi hay quá. Thế là tôi bảo tối nay tôi nói là tôi phải đưa vào để cho quý vị nghe. Bạn Nguyễn Đức Vinh nói là hậu quả chiến tranh nhiễm độc chất độc màu da cam ở trong thể xác và tư tưởng. À bạn Nguyễn Đức Vinh nhé, buổi sáng nay là do nó gián đoạn ấy, thế là tất cả cái comment nó mất hết. Mất tất cả chứ không phải của riêng bạn đâu. Và nó bắt đầu từ cái lúc mà khắc phục được sự cố kỹ thuật thôi. Bạn Thanh Thủy ở là cái thằng già đầu bạc thì không biết bao giờ nó chết cho dân hết khổ. Thằng đầu bạc này chết lại có thằng đầu bạc khác lên mà có khi còn tệ hại hơn. Đừng hy vọng điều ấy. Mà cái vấn đề là phải ở chúng ta, thưa quý vị. Bạn Đắc Thuận nói là nát quá, rứa như rồi rồi. Nhưng mà tôi nghĩ ra là cái vấn đề này là trách nhiệm của chúng ta nhiều hơn là trách nhiệm của lãnh đạo. Tại vì tôi nói rồi, ở trong cái cơ chế như thế thì những người mà tốt vào đấy thì người ta bảo ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, rơi vào cái môi trường ấy thì cũng tệ hại, hư hỏng thôi. Bạn Trần Mạc nói là Trung Quốc phát triển giàu có như hôm nay là nhờ ăn cắp trí tuệ. Điều đó là chính xác. Nhưng mà người Hoa là người ta giỏi lắm trong kinh doanh, khó có ai có thể địch được người Hoa. Bạn Quang Trần hỏi là bác tìm hiểu các nước Đông Âu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản nay giàu hay nghèo. Cái này thì hôm trước là nói về cái cuộc chính biến của Liên Xô thì bạn có thể tìm xem cái clip đó. Bạn Nguyễn Hương nói là anh Thành học tập Nguyễn Khải, nói dối từ trên xuống dưới, nói dối. Có, tôi biết bác Nguyễn Khải ở ngoài đời. Bác là một nhà văn rất giỏi, thế nhưng mà cuối cùng cũng thất vọng. Đó. Bạn Vũ Phúc Bằng có nói là tại sao là bạn là anh Việt Thành nói có cái đúng cái sai, nhưng mà tại sao anh không nói về Hồ Duy Hải? Chắc là tay Nguyễn Hòa Bình xử đúng xử lái láo nên anh không nói. Các bạn đừng bao giờ quy tôi vào những chuyện là nhận tiền người nọ rồi vì ông nọ ông kia. Tôi đã nói quý vị nhiều lần rồi, cái nhóm báo sạch người ta làm một cái chuyên đề về vụ án Hồ Duy Hải, nên tôi đã nói tôi nhường sân cho người ta để người ta làm vì người ta mới. Tại sao lại nói là vì là Nguyễn Hòa Bình gì đó? Không có, đừng có nói những cái điều sàm bậy như thế, thưa quý vị. Bạn Tân Thanh nói là anh Thành cứ đòi Việt Nam bỏ chủ nghĩa xã hội là không được, vì đó là lý tưởng thì có thể 100 năm chưa được, thì vẫn phải theo nguyên tắc giống như hàng ngàn năm phong kiến nô lệ với có một xã hội tư bản. Đâu có, đó là cái suy nghĩ của những kẻ duy lý. Những người mà thức tỉnh thì người ta thấy là những cái sai lầm, trông thấy cái chặng đường nó không có hy vọng rồi.
chứng tỏ bạn tâm thanh chưa bao giờ bị lạc trong rừng. Đó. Lạc trong rừng đi khoảng nửa ngày mà không thấy đường ra là phải ngồi lại mà nghĩ. Không phải như thế, không phải vì lý tưởng. Cái lý tưởng khi nó biết sai rồi, như chúng ta bị lạc trong rừng ấy, mà chúng ta biết đi sai hướng, thì không có thể nói là vì tôi quyết định tôi đi đã mất 20 cây số đi theo hướng này, bây giờ bắt tôi quay lại cái chỗ ban đầu thì tôi không đi. Thế thì ở trong rừng mà chết tôi. Đúng không ạ? Bạn Du Dũng nói là ông Trọng, ông hãy nghe đi, nghe xong tôi tin ông ói máu rồi mà chết tại chỗ. Ôi giời ơi, cái tuổi ấy bây giờ còn biết cái gì đâu thưa quý vị. Hôm qua quý vị nhìn cái clip đi, chân tay run lẩy bẩy và có người dắt, mà dắt này là bác sĩ Trung Quốc nữa. Quý vị có thấy ở đằng sau cái ảnh có một ông mà cầm cái hộp vá xe đi theo không? Đấy, đồng chí Tân Thanh này, bây giờ tôi phát hiện đồng chí này hình như ở ban tuyên láo thì phải. Bạn nói là mọi việc, người có mục tiêu, mục đích thì kiên quyết, mặc dù khó khăn, vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân thì vẫn kiên quyết đi theo mà có thể thế hệ chúng ta chưa đạt được. Đấy, cái suy nghĩ, cái biện minh kiểu ấy là hỏng rồi. Đó. Bạn Khắc Đặng nói gì ạ? Bạn nói bác phát vào 19 giờ VTG TV thì thua trắng. Thì nhiều người muốn là chuyển sang 20 giờ tại vì người ta muốn coi VTV. Nói chung ấy, có một số ý kiến cho rằng là những cái bài nói chuyện của tôi là mang cái tính chất thức tỉnh thì là tôi rất là mừng. Đó. Tôi ở cái tuổi này rồi chứ chỉ vài năm nữa thì cũng chuông đất đấy. Thế nhưng mà nghĩ rằng là mình còn tí cái hiểu biết nào thì cũng truyền lại, đặc biệt là cho giới trẻ họ phải biết. Bạn Tân Thanh nói là Singapore, Campuchia dù đa đa nguyên đa đảng nhưng họ rất độc tài. Đúng, cái điều đó không sai. Nhiều khi có một số xã hội mà buộc người ta phải độc tài. Ví dụ như Trung Quốc mà không độc tài là tan ngay. Đó. Mà thưa quý vị, chúng ta còn may mắn hơn Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc là người ta bao phủ bằng một cái màn lưới sắt. Tất cả những cái phương tiện mà liên lạc với nước ngoài là hầu như là bị phong tỏa. Quý vị biết Facebook không có, Google thì không, họ dùng cái mạng xã hội riêng của họ. Việt Nam là còn cái máy, nên là tôi tin tưởng là như thế. Bạn Phạm Văn Lập nói mấy thằng chống cộng hải ngoại thì mồm thôi, thì bọn này nó không có cái gì ngoài cái mồm đâu. Tôi nói rồi, tiền bạc thì không, trí tuệ thì không, hiểu biết thì không, có mỗi được cái chửi. Bạn Diệu Nhân hỏi là nghe các quá trình lịch sử quan chức lãnh đạo lo cho dân thật là ngao ngán, xin hỏi còn vị nào vỗ ngực chăm lo cho dân để chúng ta tin tưởng hay không? Cạn lời. Tôi nói là người giỏi trong đảng người ta có nhiều, nhưng mà người ta lại có những cái suy nghĩ khác. Thì lại như kiểu ông Trần Xuân Bách, quý vị biết rồi, ông là người chủ trương đa nguyên đa đảng. Khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho ông là trưởng ban, coi như là rút kinh nghiệm khi sự sụp đổ của Liên Xô Đông Âu, mà ông đã viết một cái đề xuất mà cuối cùng là ông bị hạ bệ luôn. Không dễ, cái chuyện đó trong đảng là khó. Hoàng Phạm Tương nói là sau 75 Cộng sản Bắc Việt đã cướp quá nhiều của cải của Nam Việt. Ý đồ của Trung Cộng muốn chiếm Đài Loan để cướp của Đài Bắc. Cướp cái gì mà các ông phải lấy những cái đó làm bài học của kẻ thua trận. Chứ đừng có kêu than. Thua trận là phải chấp nhận những cái điều như thế thôi. Phải lấy đó làm điều nhục nhã. Để rồi đứng dậy mà làm lại từ đầu. Chứ còn bây giờ vẫn còn rên lên là Cộng sản nó cướp nọ cướp kia. Phải không ạ? Tôi cũng hiểu chứ. Người Bắc bây giờ người ta vào Nam người ta ở hết. Những cái vị trí đẹp mà những chỗ kinh doanh tốt là của người Bắc hết. Biết chứ. Nhưng mà các bạn không hiểu đó là cái nỗi nhục của các bạn, mà các bạn cứ nghĩ đó là cái sự mất mát. Không phải, nó là nỗi nhục cơ. Phải hiểu nó là nỗi nhục thì nó mới có thể đứng lên để bắt đầu. Thôi thưa quý vị, chương trình cũng quá dài rồi. Thế thì đề nghị là quý vị có thể là giúp đỡ chia sẻ các cái bài nói chuyện, cũng như là đăng ký cái trang Facebook Việt Thành KTV. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp ở trên Facebook. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình trưa mai. Ngày mai thì có lẽ là nói về đồng tâm. Hôm nay là rất rất có thông tin đồng tâm mới, thì ngày mai có lẽ phải nói về đồng tâm.
Và có lẽ là ngày 3 tháng 9 đến ngày 7 nó chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi, thì phải hâm nóng cái sự kiện đồng tâm để kêu gọi cái sự chú ý của cộng đồng. Thì mong rằng là quý vị hưởng ứng và theo dõi. Việt Thành xin cảm ơn và xin kính chào quý vị. Bye bye quý vị.